Việt Dung xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 25 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức thời sự vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 8 của ban chỉ đạo nhằm kiểm tra đôn đốc bàn giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình dự án. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh Hưng Yên được Quốc hội giao chủ quản dự án thành phần 1.2 và 2.2 dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đang tổ chức triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời hệ thống đường điện và di chuyển bộ phần ra khu vực nghĩa trang mới và mở rộng. Đã khởi công gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương cần quyết tâm triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Với 9 khu công nghiệp đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong tổng số 17 khu công nghiệp được phê duyệt, Hưng Yên là thị trường bất động sản công nghiệp hấp dẫn ở miền Bắc với hạ tầng đồng bộ hiện đại, giá cho thuê đất hợp lý cùng nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư. Bất động sản công nghiệp Hưng Yên được xếp ở phân khúc thị trường cấp 1 cùng với thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh. Có vị trí tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, kết nối nhanh chóng thuận tiện đến các sân bay cảng biển cửa khẩu quốc tế, hạ tầng các khu công nghiệp đều được triển khai đồng bộ hiện đại, có sự định hướng phát triển theo chuỗi, nhóm ngành nghề tương đồng. Hưng Yên cũng có chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư vào trong khu công nghiệp. Các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên hiện có trên 500 hectare đất sạch đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Dịch bệnh tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng ở một số tỉnh thành trên cả nước. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản số 3222 về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các cơ sở, đảm bảo phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, hướng dẫn các chủ hộ chăn nuôi lợn tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh sát trùng chuồng trại, đồng thời tăng cường kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi dịch bệnh xảy ra, bố trí địa điểm khi tiêu hủy lợn đảm bảo yêu cầu về môi trường. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, khoảng 3 ngày nay, nhiều hộ dân ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên không có nước sinh hoạt. Nguyên nhân là do vỡ ống dẫn nước trong quá trình làm đường giao thông. Cụ thể, trong quá trình di chuyển cột điện phục vụ việc mở rộng đường giao thông, VNPT Ân Thi đã làm vỡ đường ống dẫn nước tại khu vực thôn Bình Hồ. Sự cố này khiến cho khoảng 300 hộ dân tại các thôn Lưu Xá, Bình Cầu, Bình Hồ bị mất nước sinh hoạt, đặc biệt trong đó có trường mầm non và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quảng Lãng. Theo công ty nước sạch Ngọc Tuấn, VNPT Ân Thi đã không thông báo cho đơn vị cấp nước để cùng phối hợp mà thi công độc lập. Hiện nay, trong thời gian đợi các bên có liên quan thống nhất phương án, người dân xã Quảng Lãng lâm vào tình cảnh không có nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo. Trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, trước ngày 25 tháng 11, một nhóm công nhân đang thực hiện đổ bê tông công trình xây dựng trụ sở trạm y tế xã Tân Quang tại thôn Bình Lương. Thời điểm này, một xe bơm bê tông vươn cần dưới đường dây điện khiến điện phóng, là một công nhân nghi bị điện giật ngã xuống. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công nhân gặp nạn đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới 30 tuổi, quê xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Cụ thể, vào hồi 21 giờ 52 phút ngày 23 tháng 11 năm 2023,
tại km 134 bờ phải sông Hồng, thuộc địa phận xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, giáp danh với huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra bắt giữ hai phương tiện tàu thủy đang thực hiện hành vi hút cát trái phép. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện triệt xóa khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, núp bóng khu du lịch để lén lút hút cát khu vực bờ biển, đem chở bán cho doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, thu hàng tỷ đồng. Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện nhiều ô tô chở cát từ khu kinh tế Dung Quất trở ra tỉnh Quảng Nam. Mở rộng điều tra, trinh sát phát hiện khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở xã Bình Thạnh đang tổ chức múc cát chở đem đi bán với tổng khối lượng khoảng 15.000 mét khối, thu về số tiền gần 5 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 8 năm 2023 đến nay. Việc múc cát đã tàn phá nghiêm trọng bờ biển là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ sạt lở bờ biển. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Trần Quý Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, hai con gái ông Trần Quý Thanh, bị đề nghị truy tố cùng tội danh. Kết quả điều tra xác định, lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai con gái đã cho một số người vay lấy lãi. Khi cho vay, Trần Quý Thanh không làm hợp đồng vay tiền, cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, ba cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát đã chiếm đoạt tài sản dự án thửa đất của một số cá nhân. Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị các tài sản là 767 tỷ đồng. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ cùng các cơ quan liên quan khác thu mua thịt lợn để dự trữ. Động thái này nhằm tăng dự trữ quốc gia và nâng giá thịt lợn trong bối cảnh lo ngại về áp lực giảm phát đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 9 tháng 11 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã giảm 0,2% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích nhận định, diễn biến này chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng giá thực phẩm giảm, đặc biệt là giá thịt lợn. Mặt hàng thịt lợn tại Trung Quốc đã mất giá trong nhiều tháng và giảm tới 30% so với mùa năm trước. Giá thịt lợn đang chịu áp lực do nguồn cung vượt quá nhu cầu. Hàng triệu người chăn nuôi lợn tại Trung Quốc, cả hộ sản xuất nhỏ và các doanh nghiệp lớn đều đang phải vật lộn để kiếm lợi nhuận. Thông thường, tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng trong những tháng mùa đông khi người dân làm thịt ướp muối và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, xuất hiện lo ngại rằng năm nay nhu cầu có thể giảm so với dự kiến. Tập đoàn IQE của Thụy Sĩ đã xếp hạng thành phố Lahore, Pakistan là thành phố ô nhiễm thứ hai trên thế giới. Điều này khiến cho chính quyền thành phố phải áp dụng nhiều giải pháp để hạn chế mức độ ô nhiễm không khí. Một làn khói bụi dày đặc đã bao trùm thành phố Lahore của Pakistan. Chính quyền bang cho rằng tình trạng ô nhiễm là do hoạt động xả thải công nghiệp kết hợp với hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ ở nước láng giềng Ấn Độ. Chính quyền thành phố cũng đang có kế hoạch gây mưa nhân tạo bằng cách gieo hạt trên các đám mây. Ngoài ra, chính quyền còn áp dụng các biện pháp như hạn chế giờ mở cửa của chợ, cửa hàng và nhà hàng vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vừa thực hiện một thí nghiệm về không gian sâu, trong đó NASA thực hiện truyền tải một thông tin qua tia laser về trái đất từ khoảng cách 16 triệu km. Trong lần thử nghiệm xa nhất từ trước đến nay của hình thức truyền tin bằng tia sáng, thiết bị liên lạc khoa học không gian sâu đã chiếu một tia laser cận hồng ngoại được mã hóa dữ liệu từ khoảng cách 16 triệu km, gấp 40 lần khoảng cách từ mặt trăng tới trái đất, tới kính viễn vọng ở California, Mỹ. Liên lạc khoa học không gian sâu là một dự án kéo dài 2 năm của tàu thăm dò tiểu hành tinh Psyche trong quá trình tiếp cận mục tiêu chính là tiểu hành tinh cùng tên. Trước đây, liên lạc khoa học đã được sử dụng để gửi tin nhắn từ quỹ đạo trái đất, nhưng lần thử nghiệm của tàu Psyche đã lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.